Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mới đây, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bày tỏ hoan nghênh nếu các nhà đầu tư nước ngoài tham gia xử lý các ngân hàng yếu kém. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé! Tại hội nghị, ông Minh Đỗ, Giám đốc Quốc gia Quỹ đầu tư Warburg Pincus kiến nghị chính phủ xem xét tháo gỡ vấn đề huy động vốn cho các ngân hàng Việt Nam để duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức cần thiết bằng cách tăng giới hạn sở hữu nước ngoài, trung ngoại. Về vấn đề này, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhắc lại quy định hiện hành cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa 30% một tổ chức tín dụng trong nước. Ngân hàng Nhà nước cũng đang cơ cấu lại tổ chức tín dụng trong nước, ưu tiên nâng sở hữu cho nhà đầu tư có thể giúp đỡ ngân hàng nhận chuyển giao các ngân hàng yếu kém, xử lý theo hướng làm mới. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào việc xử lý các ngân hàng yếu kém, ông Hà nói. Phó Thống đốc một lần nữa khẳng định vốn FDI rất quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thấy rằng chiến lược đồng hành và đầu tư bền vững, dài hạn của các doanh nghiệp FDI rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, để đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, đối với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước cần xem xét cẩn trọng các dòng vốn nóng nhằm giữ sự ổn định của thị trường tài chính. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thanh Hà cam kết Ngân hàng Nhà nước luôn đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế. Điều này có ý nghĩa quan trọng cho môi trường tài chính, kinh tế và tất cả các chủ thể như người dân, doanh nghiệp, bao gồm FDI. Về lãi suất, ông Hà nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước cố gắng điều hành ổn định, linh hoạt, trong đó góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước là một trong số ít ngân hàng trung ương có thể giảm lãi suất điều hành, qua đó lãi suất của thị trường cũng giảm, thể hiện rõ qua mặt bằng lãi suất và thanh khoản ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong tiếp cận vốn, tín dụng nếu cần thiết với chi phí thấp hơn, Phó Thống đốc nói. Về tỷ giá, Phó Thống đốc cho biết Ngân hàng Nhà nước đã cố gắng điều hành ổn định thị trường ngoại tệ trong lúc thuận lợi cũng như khó khăn, ổn định tỷ giá. Các tổ chức tín dụng luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua và bán ngoại tệ của các chủ thể kinh tế, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước luôn sẵn sàng can thiệp thị trường để đảm bảo khi thị trường thừa ngoại tệ thì Ngân hàng Nhà nước can thiệp để mua vào. Năm 2022, khi thị trường rất khó khăn, Hoa Kỳ thắt chặt tiền tệ, các nhà đầu tư nước ngoài rút tiền về thì hệ thống ngân hàng luôn đảm bảo cung ngoại tệ cho thị trường. Năm nay, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước vẫn cố gắng điều hành ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ và tỷ giá biến động khoảng 3,9% là mức hợp lý so với các nước xung quanh và khu vực. Ngân hàng Nhà nước đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. Nội dung đáng chú ý trên được Ngân hàng Nhà nước nêu trong báo cáo việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư đối với lĩnh vực ngân hàng. Theo báo cáo, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện các nội dung tiếp theo để trình Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại các ngân hàng này theo trình tự, thủ tục quy định. Ngân hàng Nhà nước cũng đã quyết liệt chỉ đạo các ngân hàng mua bắt buộc triển khai thuê tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và phối hợp với tổ chức tư vấn để thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định. Đến nay, các tổ chức tư vấn định giá đã phát hành chứng thư thẩm định giá và Ngân hàng Nhà nước đã gửi Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả. Tuy nhiên, trong báo cáo gửi Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết việc tìm kiếm đàm phán ngân hàng thương mại đủ điều kiện về năng lực tài chính, quản trị, kinh nghiệm cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém để nhận chuyển giao bắt buộc còn khó khăn. Lý do là vì phụ thuộc lớn vào việc tự nguyện tham gia các ngân hàng thương mại và cần thời gian để thuyết phục cổ đông, nhất là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược nước ngoài đồng thuận tham gia nhận chuyển giao bắt buộc. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém nói chung và để xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng mua bắt buộc còn nhiều bất cập, vướng mắc, thủ tục kéo dài. Chưa kể, việc phối hợp tham gia ý kiến của các bộ ngành liên quan còn kéo dài do việc xử lý các ngân hàng yếu kém phức tạp, chưa có tiền lệ. Ngoài ra, dịch COVID-19 đã và đang có tác động tiêu cực đến việc triển khai và tính khả thi của các giải pháp cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém. Do đó, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, cơ quan liên quan, triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém, bảo đảm ổn định tình hình hoạt động và hỗ trợ các ngân hàng này từng bước phục hồi. Tiếp tục hoàn thiện dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, trong đó tập trung khắc phục các bất cập, hoàn thiện cơ chế xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt là quản trị rủi ro của tổ chức tín dụng, hạn chế, ngăn ngừa lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông để thao túng hoạt động ngân hàng vì mục đích vụ lợi.
chỉ đạo các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc hoàn chỉnh phương án chuyển giao bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trình chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện. Báo cáo cho biết, bạn thấy chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Ngân hàng Nhà nước đang tìm kiếm nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB để trình chính phủ xem xét quyết định chủ trương cơ cấu lại SCB. Cụ thể, chính phủ vừa có báo cáo việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 với lĩnh vực ngân hàng. Báo cáo này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng, ký gửi các đại biểu Quốc hội ngày 8 tháng 10. Tại báo cáo, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thông tin việc xử lý các ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém. Theo bà Hồng, đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc với 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt này gồm Ngân hàng Xây dựng CB Bank, Ngân hàng Đại dương Ocean Bank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu GP Bank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Đông Á Bank. Hiện, Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện các nội dung tiếp theo để trình chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại 4 ngân hàng này theo trình tự, thủ tục quy định. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng mua bắt buộc triển khai thuê tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và phối hợp với tổ chức tư vấn để thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các tổ chức tư vấn định giá đã phát hành chứng thư thẩm định giá và Ngân hàng Nhà nước đã gửi Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả. Báo cáo cho hay, với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, ngân hàng được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022. Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ ngành triển khai các giải pháp để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và bảo đảm quyền lợi ích của người gửi tiền. Đáng chú ý, báo cáo thông tin Ngân hàng Nhà nước đang tìm kiếm nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại SCB để trình chính phủ xem xét quyết định chủ trương cơ cấu lại SCB theo quy định. Theo chính phủ, việc tìm kiếm, đàm phán ngân hàng thương mại đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc, năng lực tài chính, quản trị, kinh nghiệm cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém, kéo dài, khó khăn do phụ thuộc lớn vào việc tự nguyện tham gia của các ngân hàng. Các ngân hàng cũng cần thời gian để thuyết phục cổ đông, nhất là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược nước ngoài đồng thuận tham gia nhận chuyển giao bắt buộc. Cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém nói chung và để xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng mua bắt buộc, Đông Á Banh nói riêng còn nhiều bất cập, vướng mắc, thủ tục kéo dài, chính phủ nhận định. Thêm nữa, việc phối hợp tham gia ý kiến của các bộ ngành liên quan còn kéo dài do việc xử lý các ngân hàng yếu kém phức tạp, chưa có tiền lệ. Chính phủ cho biết, tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung triển khai chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc cơ cấu lại, xử lý các ngân hàng yếu kém, bảo đảm ổn định tình hình hoạt động và hỗ trợ các ngân hàng này từng bước phục hồi. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc hoàn chỉnh phương án chuyển giao bắt buộc trình chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện. Với dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp 6, dự kiến khai mạc cuối tháng 10 này, chính phủ cho hay sẽ tập trung khắc phục các bất cập, hoàn thiện cơ chế xử lý các tín dụng tổ chức yếu kém, nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là quản trị rủi ro của tổ chức tín dụng, hạn chế, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông để thao túng hoạt động ngân hàng vì mục đích vụ lợi. Báo cáo nêu hướng hoàn thiện dự thảo luật. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.